quá trình nhận thức được sự thật cuộc chiến giữa Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản. Nguyễn Viết Dũng, Dũng Phi Hổ, Hoàng tử thuốc Lào, sinh ngày 19 tháng 6 năm 1986. Bắt đầu tháng 10 năm 2013, khi Dũng đọc Bên thắng cuộc của Huy Đức, một quyển sách hay nhất về lịch sử Việt Nam, vì tính trung thực, chuyên nghiệp và công bằng với một lương tâm trong sáng của một nhà báo sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản. Dũng sống trên quê hương Yên Thành, Nghệ An với cha mẹ và ba em gái. Cuộc sống gia đình chủ yếu là ruộng nương và chăn nuôi. Anh và các em đều là học sinh giỏi vào đại học. Dũng là người sống nội tâm, hay quan sát và suy nghĩ. Khi nói thì nói rất nhiều, khi im lặng thì chỉ có màn đêm làm bạn chia sẻ những trăn trở của anh về đất nước, dân tộc. Chính vì suy tư rất nhiều nên Dũng sẽ không dừng lại ở suy tư và lên tiếng. Anh luôn học hỏi và tìm giải pháp để thực hiện thay đổi. Phải, anh luôn tìm một giải pháp để thực hiện và thay đổi. Anh bắt đầu tìm hiểu về chính nghĩa của bên gọi là thua cuộc, và như một dĩ vãng từ quá khứ hiện về, hay chính anh là một trong những linh hồn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa xưa. Anh đọc một nhớ mười, học trên tất cả những gì anh có thể nối kết để tìm hiểu. Dũng đã bước vào một thế giới đầy ắp cờ vàng tung bay trong đời thật và trong cả những giấc mơ của anh. Được giải thích và trở thành bạn của một vị hoàng thân triều đình Nguyễn, Dũng nhận ra là lá cờ vàng ba sọc đỏ chính là lá cờ của tổ tiên dân tộc. Tâm anh luôn thôi thúc phải làm sao có một lá cờ, và anh đã tự tìm cách. Thế là anh có một lá cờ tự mình làm. Lần treo cờ đầu tiên là vào tháng Tư Đen năm 2014. Sau khi treo cờ, anh viết lời tâm huyết nhắn nhủ đến học sinh, sinh viên Việt Nam. Trong biên bản khai với công an khi bị bắt vì chuyện này, anh viết: cứ mỗi hôm nắng đẹp, chim bồ câu trắng bay lượn, thì tôi lại lấy cờ ra nhìn ngắm cờ tung bay. Anh bắt đầu chính thức chọn lý tưởng cờ vàng và trang trọng xem như là tín ngưỡng. Dĩ nhiên, anh biết anh có quyền tự do tín ngưỡng như trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã công nhận và Việt Nam là nước đã ký kết. Vào đầu tháng 6 năm 2014, Dũng chọn làm công dân của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Trích: từ khi là citizen của Republic of Vietnam, tớ ít đi chuyện viết bài, bởi tớ nhận ra tớ là người lưu vong ngay trên đất mẹ, bởi tổ quốc đã và đang bị Việt Cộng chiếm đóng. Đây là bài thơ trải lòng tớ, bài thơ Kiếp Lưu Vong. Kiếp lưu vong, em hỏi tôi sao thoát kiếp lưu vong, tôi cứ buồn tới đâu hơn gì thế. Đôi mắt nàng buồn ướt hai dòng lệ, đến bao giờ dân tộc được tự do? Đến bao giờ dân tộc được tự do khi cộng sản vẫn còn cai trị? Tiếng gọi công dân rơi vào cơn mộng mị của vòng quay cơm áo gạo tiền. Em nhìn tôi xem khác gì kẻ điên, sống kiếp lưu vong ngay trên đất mẹ. Dòng đời vẫn trôi, tôi cúi đầu bản bệ, dân khí cạn rồi. Còn nhớ chăng tiếng trống mê linh và xương máu tiền nhân khai hoang mở nước? Lẽ nào ta mãi sống đời bạc nhược để cộng ngô kia mãi mãi đọa đầy? Đến bao giờ hoàng kỳ tung bay, thoát kiếp lưu vong tự do mang về tới? Câu hỏi này sao tôi đáp nổi, đồng bào ơi cùng đáp thay tôi. Anh viết tốt, viết bài cho ý tưởng khai dân trí, chấn dân khí theo cách của người đi trước đã làm. Những bài viết đủ thể loại như lịch sử, xã hội, chính trị, luật pháp và khoa học công nghệ.
Khi công khai lý tưởng cờ vàng, anh có dịp kết bạn với các bậc trưởng thượng trên Facebook và tiếp tục nhận thức sâu sắc về chính nghĩa quốc gia dân tộc Việt Nam. Sau lần công khai đăng ảnh mình dưới ngọn cờ vàng mà anh trân trọng gọi là Hoàng Kỳ, anh đã bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu một hướng đi để hoàn thành lý tưởng mà anh đã nguyện phụng sự vì dân, vì nước của mình. Hoàn cảnh nghèo và ở vùng xa tận Nghệ An, anh đã tự học các môn như tâm lý, phân tích dữ kiện, luật pháp, khoa học xã hội, quân sự. Qua những chương trình hàm thụ và có những văn bằng hoàn tất từ những chương trình đó, anh luôn ôn hòa chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học hỏi của mình đến mọi người. Anh kiên nhẫn giải thích và bỏ qua những sai trái nếu có của các em nhỏ tuổi hơn anh. Anh kiên quyết với bạn cùng trình độ nhưng khác quan điểm chính trị và sẵn sàng học hỏi với các anh chị có đầy đủ kiến thức hơn mình. Ngày 19 tháng 6 năm 2014, trang quân lực Việt Nam Cộng Hòa .3 được thành lập lấy cái tên khiêm tốn là Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Hội là một tổ chức bất bạo động, chủ trương khơi dậy tinh thần yêu nước thương nòi vì những giá trị nhân bản. Anh quan niệm khi hội khai sáng được một người, tức là đã diệt được một tên Việt Cộng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa .3 của Dũng thành lập là một quân đội lấy tình thương làm khí giới, bất bạo động, lấy tình yêu đem về muôn nơi. Chỉ mong đem 30 điều quốc tế nhân quyền được thực thi tại Việt Nam. Ngày 18 tháng 3 năm 2015, bản đồ xác định 7 vùng chiến thuật ra mắt. Dũng đã thêm vào 3 vùng chiến thuật từ Nghệ An trở ra Bắc, song song với 4 vùng chiến thuật có từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Dũng luôn xác định nền độc lập của Việt Nam với ngọn Hoàng Kỳ đã có từ năm 1957 trên toàn cõi Việt Nam, và điều hẳn nhiên Dũng sẽ đấu tranh cho điều thiêng liêng ấy. Ngày 2 tháng 4 năm 2015, Nguyễn Viết Dũng sáng lập Đảng Cộng Hòa. Thể theo những gì mà Hiến pháp Việt Nam hiện nay lập ra và cam kết cho chuyện tự do lập hội và lập các chính đảng. Đảng Cộng Hòa chủ trương ôn hòa đem lại tự do cho Việt Nam trong hòa bình, thành lập thể chế tam quyền phân lập cho Việt Nam, tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Muốn gia nhập Đảng Cộng Hòa, bạn được yêu cầu là phải học thuộc 30 điều trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để hoạt động khai mở nhận thức về quyền lợi vốn có của nhân dân trong các vùng chiến thuật nơi bạn đang ở. Là đảng viên, phải hiểu rõ đường lối bất bạo động của đảng và có thể xin rời đảng bất cứ lúc nào khi người ấy thông báo. Trên trang thông cáo về sự thành lập của Đảng Cộng Hòa và giá trị pháp lý có ghi rõ. Thông cáo về sự thành lập của Đảng Cộng Hòa và giá trị pháp lý. Tháng 4, ngày 4 năm 2015, lúc 4 giờ 16 phút chiều. Căn cứ vào Hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976 mà Việt Nam đã gia nhập từ năm 1982. Công dân Việt Nam được làm những gì mà pháp luật không cấm. Kính thưa anh chị và các bạn, đây là tóm tắt về quá trình lội ngược dòng tìm về chính nghĩa dân tộc của một người trẻ sinh sau năm 1975. Gọi là tóm tắt vì đây chỉ là một phần hiểu biết của Hoàng Kỳ Bay về người lãnh đạo của mình. Nhiều chi tiết khác mà Hoàng Kỳ Bay chưa viết vào đây xin sẽ bổ sung sau, và nhiều chi tiết nữa sẽ do các bậc cô chú và anh chị em bạn bè của Viết Dũng xin sẽ bổ sung thêm. Hoàng Kỳ Bay mà muội tổng hợp những bài viết của Dũng và những gì biết về Dũng thành một bài viết nhằm cung cấp thêm thông tin cho mọi người đã, đang và sẽ quan tâm, để xin quý vị tiếp tục ủng hộ Nguyễn Viết Dũng.
nguồn tổng hợp từ Báo Đỏ Da Vàng blogspot.com.au, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa .3, Đảng Cộng Hòa. Hoàng Kỳ Bay xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe và kính chúc an lành đến tất cả mọi người.